Thỉnh thoảng trong những buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt thơ nhạc ở thành phố Đà Lạt, lại xuất hiện một người phụ nữ dáng vẻ tự tin, cầm guitar giới thiệu những bài hát do chính mình sáng tác. Qua giọng hát của chị, người nghe cảm nhận được tình cảm mà chị dành cho thành phố này thật chân thành và đáng trân trọng. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Thu Thủy, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Nhưng chị lại yêu mến thành phố Đà Lạt thơ mộng, lãng mạn này. Đến nỗi mỗi khi có thời gian là chị lại lặng lẽ ôm đàn về với nơi đây, để lang thang nơi phố núi, để ngắm hoa, ngắm thông, để cảm nhận sương mờ giăng giăng đang thấm dần hơi lạnh xuống đôi bờ vai, và để hát, hát bằng nỗi lòng mình như những lời tự tình với nơi đây và với cuộc đời. Xin chào nhạc sĩ Thu Thủy. Qua những cuộc giao lưu văn nghệ, người yêu văn nghệ Đà Lạt được biết đến chị, không ít người còn được nghe một số ca khúc do chị sáng tác và tự thể hiện. Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết được cái duyên đưa chị đến với con đường âm nhạc như thế nào. Nhân đây chị có thể tâm sự một chút về cái điều này. Thật sự mà nói thì Thủy có rất là may mắn khi được bố mẹ cho học nhạc từ khi còn rất là bé. Nhưng Thủy không chọn đi theo con đường chuyên nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là Thủy không từng ngày từng giờ rèn luyện và nuôi dưỡng cái đam mê âm nhạc của mình trong suốt cả thời gian từ hồi trẻ đến bây giờ. Và Thủy học rất nhiều, trau dồi rất nhiều. Đầu tiên là từ những cái lần đi hát, giao lưu với bạn bè bằng cây guitar và mình tự thể hiện những ca, tự thể hiện bằng cây guitar. Nhưng rồi sau đó tự nhiên có một cái ý tưởng mình sáng tác những ca khúc để mình tự hát. Và bắt đầu từ đó Thủy bắt đầu bước vào địa hạt sáng tác. Thật sự đầu tiên Thủy cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì Thủy chỉ chuyên chơi nhạc cụ. Nhưng mà mình rất là đam mê, mình tự nhiên mình muốn viết một ca khúc để tự mình thể hiện những cái ca khúc của chính mình. Điều đó làm cho Thủy phải có nỗ lực rất là nhiều để mà mày mò. Nhưng thật lòng mà nói thì những cái ca khúc Thủy viết chỉ thiên về xúc cảm. Và Thủy viết những gì mà Thủy cảm thấy là Thủy yêu thích, những cái cảm hứng bất chợt nó đến với Thủy. Và sau đó thì Thủy phải tìm tòi học hỏi thêm các thầy, các bạn bè, những anh nhạc sĩ đàn anh để mà Thủy học hỏi thêm, cũng như là trên sách vở, những cái phương pháp sáng tác tốt nhất, những phương pháp sáng tác cơ bản nhất để làm như thế nào hoàn thiện một cái ca khúc cho nó hoàn chỉnh nhất, nhưng nó không mất đi cái xúc cảm ban đầu của mình. Và điều đó càng ngày Thủy viết từ ca khúc này qua ca khúc kia, và dần dần mình định hình dần cái phong cách sáng tác của mình. Và đến hôm nay Thủy cảm thấy rằng là mình cũng đủ tự tin để viết những ca khúc mà mình cho rằng là mình yêu thích. Ca khúc của chị thì phần lớn được lấy cảm xúc từ những bài thơ mà chị đồng cảm. Những nhà thơ thì thường dùng nghệ thuật của thơ ca, kết cấu, tiết nhịp của ngôn ngữ để giải bày và trao gửi tâm tình, xúc cảm của mình. Vậy với nhạc sĩ thì sao? Khi chọn phổ thơ, chị thường quan tâm tới những cái yếu tố nào? Như bạn biết đó, thì mình có trên 60 ca khúc, nhưng phần lớn là những ca khúc phổ thơ. Có lẽ là do Thủy yêu thơ và có nhiều cơ hội giới thiệu thơ cho nhiều bạn bè, anh chị nhà thơ. Do vậy những cái bài thơ nó cứ đến với Thủy một cách rất là tự nhiên. Và Thủy có một cái xúc cảm rất là đặc biệt với những cái bài thơ, đặc biệt là những bài thơ hay. Do vậy khi mà Thủy có ý tưởng rằng là mình sẽ phổ thơ trên cái ca khúc của mình, giống như ai đó người ta thích đọc thơ nha, người ta thích ngâm thơ nha, như mình thì mình lại thích hát những bài thơ đó. Nhưng hát như thế nào, đó mới là cái vấn đề mà Thủy cần phải hướng đến. Đó là Thủy phải bắt được cái xúc cảm thực sự của bài thơ đó. Và cái bài thơ đó nó có một cái xúc cảm như thế nào, mình phải hòa vào đó, mình nhập vào đó để mình hiểu được tác giả bài thơ người ta muốn cái gì. Đó. Và từ đó mình phát triển nó ra để mình có thể đưa âm nhạc vào, để mình nâng bẫy cái bài thơ đó lên, nó đúng với cái âm sắc của cái bài thơ. Và mình sử dụng những cái tiết tấu như thế nào đó, nó hợp lý để cho những cái ca khúc đó, những cái bài thơ đó nó thăng hoa lên theo từng cái nốt nhạc của mình. Và đương nhiên là nó phải hoàn toàn giữ đúng cái xúc cảm của bài thơ và phải đúng với cái phong cách của mình. Và mình thích như thế. Và từ đó là mình bắt đầu
mình chạm vào rất nhiều bài thơ. Hay nói một cách vui là có là nói vui như bạn bè hay nói với mình là Thủy hay phá thơ mọi người. Vâng, đúng vậy. Phải phá đó. Và càng ngày Thủy càng say mê với điều đó. Chạm vào những bài thơ như mình chạm vào một con người. Mình là một nha. Nhưng mà khi mình gặp một bài thơ, tức là mình trở thành hai người. Mình gặp một bài thơ thứ ba, mình trở thành ba người. Thì cái xúc cảm đó người ta cứ bồi đắp dần cho mình. Là mình giống như gọi là mình vay mượn xúc cảm của người khác đó bạn. Để mà mình viết nên những cái ca khúc làm cho cái ý tưởng của những cái bài thơ, cũng giống như cái bài thơ nó, cái ca khúc nó càng ngày nó càng có những cái màu sắc nhiều hơn thông qua những cái bài thơ của rất nhiều tâm trạng của những nhà thơ. Đó, điều đó, chính những cái điều đó làm cho Thủy mê, rất mê phổ thơ. Lạt bồng bềnh vì tóc em bay, hơi sương sớm còn luyến lưu chiều xa nào. Tôi đứng trên đồi thông gieo gió hú, nghe đất trời thầm thì giao duyên. Em lặng trong đã mang lại một nét đẹp nghệ thuật riêng cho ca khúc của Thu Thủy. Cố gắng mô tả tình cảm, tâm trạng của từng tác phẩm thơ, ca khúc của chị thường mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, giàu tính văn học, đậm nét thi ca và đầy nữ tính, để lại cho người thưởng thức nhiều ấn tượng khó quên. Ca khúc của Thu Thủy như lời tỏ tình, đưa ta qua những bãi bờ thẳm xanh êm đềm và tha thiết. Đó là những ca khúc như Tìm Lại, thơ Nguyễn Nho Khiêm, Dạ Khúc Huế, thơ Trần Hữu Hoàng, Xa Vắng, thơ Ngọc Tuyết, Đà Lạt Và Em, hay Biệt Khúc Tháng Bảy, thơ Mhâm Anh, Giá Từ Đà Lạt, thơ Bùi Giáng, vân vân. Âm nhạc Thu Thủy thường buồn nhưng không bi lụy não nề. Dưới góc độ chuyên môn, nhạc sĩ Phan Ngọc, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, từng được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật từ năm 2007, đã nhận định về ca khúc của Thu Thủy. Đây là những bản tình ca trữ tình lãng mạn lặng quê, lặng thầm, êm ả nhẹ trôi vào tâm hồn và trái tim người yêu âm nhạc. Đã được chắt lọc từ những bài thơ hay về tình yêu, về quê hương, làm ca từ cho những ca khúc của mình. Đề tài chủ yếu của nhạc sĩ là viết về tình yêu, hầu hết lại mang tính tự sự, trầm buồn. Điều đó tất nhiên là thường dễ lắng đọng và người nghe sẽ nhớ lâu. Tuy nhiên, chị có bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi phong cách viết mới cả về đề tài và không khí âm nhạc không? Thật sự mà nói rằng là khi Thủy muốn thay đổi một cái phong cách nhạc, cũng giống như là mình thay đổi một cái đề tài trong ca khúc. Bởi vì tất cả gần như những cái khúc của Thủy xuyên suốt là những đề tài về tình yêu. Nhưng trong đó không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà nó cả tình yêu về quê hương, đất nước,
tình yêu về một vùng đất nào đấy, về những cái nơi mà mình đã từng đi qua và mình để lại những kỷ niệm. Và đó cũng chính là những cái đề tài mà Thủy đã viết, chứ không phải là hoàn toàn là tình yêu đâu, tình yêu đôi lứa đâu. Về cái phong cách viết á, thì thật sự là Thủy đang chuộng một cái phong cách viết cho mình, đó là phong cách nhạc trữ tình. Nhưng nếu như là đi theo cái đứng trên cái lĩnh vực sáng tác mà phổ thơ, thì buộc Thủy phải tự mình tạo ra, tự mình phải biết mình phải viết như thế nào đó để nó phù hợp với cái xúc cảm của chính cái bài thơ đó. Bởi vì nếu như Nguyên cái bạn có nghĩ rằng là nếu như cái bài thơ đó là một bài thơ vui thì mình không thể là viết nó trầm, nó buồn, nó tự sự như những cái bài kia được. Mà mình phải thay đổi tiết tấu, nhịp điệu để làm sao để cho nó tươi hẳn lên, để nó phù hợp với cái xúc cảm của chính cái bài thơ. Không thôi là nó không đúng, nó sai cái chủ đề. Mình nói nhỏ với bạn một chút xíu là mình cũng đã từng có những lúc mình viết những cái ca khúc cho đoàn thanh niên, mình viết những nhạc hiệu cho trường học chẳng hạn, thì cái những cái giai điệu đó nó mang tính là hùng ca, tráng ca. Đó cũng chính là những cái lúc mà Thủy thay đổi đề tài, cũng chính là những lúc Thủy quyết định thay đổi phong cách để làm sao cho nó phù hợp với từng cái ca khúc mà Thủy viết. Đương nhiên cái những cái ca khúc mà nó trữ tình sâu lắng thì nó đặc biệt, nó nhiều hơn trong cái khúc của Thủy. Có lẽ là vì do Thủy thích những cái giai điệu nó mềm mại, nó dễ thương, sâu lắng. Và cũng có thể là do Thủy là nữ, một cái người nữ viết thì rõ ràng nó thiên về cái xúc cảm sâu lắng, trữ tình hơn. Thấy cánh hoa bên thềm bâng khuâng, thoáng thấy sắc thắm trên cành lá non khoe màu cho xuân về bên hiên. Có giọt sương đầu mai vương trên tóc ai từng hạt long lanh, chờ nhau trên phố trong gió khi mùa đông tàn. Nắng xuân về mơn man, nghe xuân hồng trên môi. Xuân mang tình yêu men say ngọt nồng, rơi trên mắt ai cho thêm ngất ngây tình xuân đắm say. Gửi về theo gió chuốt hương tình lã lơi, dã xanh từng phím tơ vơi đầy thương nhớ. Nơi phương trời xa còn đây dấu chân ai lạc loài, ngập ngừng con phố mỏi lòng lãng du, mơ bóng hình ai mỗi khi xuân về. Thu Thủy đã chăm chút trân quý từng tác phẩm của mình bằng cả tâm tình và niềm đam mê âm nhạc. Lắng lòng hòa nhập từng trạng thái, cảm xúc của từng tác giả qua thơ, để cho ra đời những tình khúc lãng mạn có giai điệu trữ tình mượt mà đậm thắm, như những dấu chấm hỏi, dấu chấm than về thân phận con người, về tình yêu trong cuộc sống. Với nhạc sĩ Thu Thủy, khi sáng tác hay khi cất lên hát những ca khúc của mình, cũng chính là lúc chị sống hết mình với con đường sáng tạo nghệ thuật đầy đam mê. Và tâm hồn chị đang lang thang phiêu du trên cõi đời đầy khát khao này, với những nỗi niềm tâm sự của tình đời, tình người, qua những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, rất đổi riêng biệt. Nghe xuân hồng trên môi, xuân mang tình yêu men say ngọt nồng, rơi trên mắt ai cho thêm ngất ngây tình xuân đắm say. Gửi về theo gió chuốt hương tình lã lơi, dã xanh từng phím tơ vơi đầy thương nhớ. Nơi phương trời xa
ngừng con phố